Xin giới thiệu với mọi người, đây là tượng đài dân quân phòng không Nam Hạ nha, 10 cô gái Nam Hạ. Mọi người biết là quê hương Hà Nam của tôi, chỗ này là tượng đài 10 cô gái Nam Hạ. Mọi người thấy không? Đây là tượng đài 10 cô gái Nam Hạ của tỉnh Hà Nam, quê hương tỉnh Hà Nam của tôi đây. Tượng đài 10 cô gái Nam Hạ nha mọi người nha. Ai về Hà Nam thì sẽ thấy được tượng đài 10 cô gái của xã Nam Hạ này. Đây là tượng đài 10 cô gái Nam Hạ mọi người nha. Trước mặt chúng tôi là một khu công viên rất đẹp của phường Nam Hạ, thành phố Phủ Lý, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Hà Nam mọi người nha. Đây một không gian rất là đẹp, tượng đài rất đẹp. Rất hoành tráng, mọi người thấy không? Hoành tráng lắm đều. Đây là khẩu súng. Tượng đài các anh hùng liệt sĩ. Tượng đài. Vào đây là tượng đài các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Hà Nam. Mọi người thấy có đẹp không? Quá đẹp luôn. Khu viên rất là yên lặng, linh thiêng của tỉnh Hà Nam. Đây là nội quy di tích. Di tích quốc gia trận địa pháo phòng không Nam Hạ, đền thờ các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam. Mọi người nha. Đây là đền thờ, không biết là có vào đây quay được không. Đây là một cái phong cảnh rất là đẹp ở đây, có hai con hà. Trống nhá, trống đồng Nam Sơn rất to này. Về thấy trước mặt tôi là một phong cảnh công trình khu đền thờ liệt sĩ của phường Nam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Một công viên rất rộng, đẹp đẽ, tuyệt vời chưa. Đây là lối ra, có những cây cổ rất là đẹp. Đấy. Khuôn viên nơi đây. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người nhé. Khuôn viên rất đẹp, hoành tráng không. Đây là phường Nam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nơi đây là khu tưởng niệm anh hùng các liệt sĩ trong trận phòng không chống Mỹ ngày xưa đã hy sinh anh dũng bảo vệ tổ quốc. Mọi người nhé.